Câu hỏi đến từ khán giả có số điện thoại là 0386, 3 số cuối là 997 ở Nghệ An với nội dung câu hỏi như sau. Đàn lợn thương phẩm nặng khoảng 20 kg, lợn bị tiêu chảy và đã điều trị khỏi nhưng nay thì thấy lợn bỏ ăn, da sần sùi và có nổi mẩn đỏ, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Vâng thưa bác, chuyên gia Trương Văn Dung đã tư vấn cho câu hỏi của bác như sau. Vâng, xin chào khán giả. Thì đây là cái hiện tượng mà bị viêm da nhiễm khuẩn, tức là sau khi bị tiêu chảy thì khán giả đã điều trị và nó hết cái tiêu chảy, nhưng bây giờ hiện tại là nó nổi sinh lên vấn đề, tức là bị viêm da nhiễm khuẩn, nhưng cái nhiễm khuẩn này nó đã nhiễm khuẩn vào trong máu rồi. Đấy, cho nên dẫn hiện tượng là gì, là bỏ ăn. Thế thì để điều trị trong trường hợp này thì tôi tư vấn là thứ nhất là dùng cái lá trầu không dã ra, lấy nước chà sát vào những cái chỗ da nó bị nổi mụn. Thế sau đó thì có thể dùng cái thuốc cái cồn iodin 10% để sát trùng lại cái chỗ mà mình vừa chà sát. Thế và đồng thời dùng cái thuốc kẽm oxy tetraxinin bôi lên trên vùng da đó 2 lần trên ngày và có thể từ 5 đến 7 ngày liền. Thế và song song với cái việc điều trị từ bên ngoài như thế, chúng ta phải điều trị cái hiện tượng nhiễm khuẩn từ bên trong. Chúng ta phải dùng cái thuốc enrofloxacin hoặc là fluoroquinolone, tiêm bắp cho nó 1 lần trên ngày và tiêm bắp thể 3-5 ngày liều lượng theo dẫn nhà xuất. Và bên cạnh cái việc mà chúng ta điều trị cái nhiễm khuẩn này á, thì chúng ta cần phải chú ý việc nâng cao sức đề kháng cho nó bằng cách dùng thuốc caffeine kết hợp với vitamin B1, vitamin C, tiêm bắp cho nó 1 lần trên ngày và tiêm bắp liên tục 3-5 ngày liền. Và trong trường hợp này thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ bị sốt. Chính vì thế cho nên cần phải dùng cái thuốc gọi là Arginine C, tiêm bắp cho nó 1 lần trên ngày, tiêm bắp khoảng 3 ngày. Như vậy để cho cái nhiệt độ nó quay trở lại cái điều kiện nhiệt độ bình thường. Thế và để giúp cho quá trình điều trị nó đem lại cái hiệu quả tích cực hơn ấy, thì theo tôi cần phải dùng cái thuốc Catosan 10% để tiêm bắp 1 lần trên ngày và tiêm bắp liên tục trong vòng 3 ngày. Thì tôi nghĩ rằng với cái phác đồ điều trị như vậy, chúng ta có thể giải quyết được thực trạng cái hiện tượng mà đang bị bệnh. Sau này nó có bị lai giống cái củ nhỏ vào nó chả được khẩu là lai qua lai lại á, như là như vậy á. Khán giả chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900-6145 của kênh truyền hình Nông nghiệp Nông thôn VTC16 hoặc tương tác với kênh YouTube của kênh VTC16 sẽ được chuyên gia nông nghiệp giải đáp trực tiếp trong khung giờ từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Nội dung tư vấn của chuyên gia sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube của VTC16. Để cho ra hoa. Sự thay đổi từ tư vấn trực tiếp trên sóng truyền hình từ 20 giờ đến 21 giờ trên kênh VTC16 sang tư vấn trực tiếp 6 tiếng trong buổi sáng và buổi chiều trên mạng Internet được các chuyên gia nông nghiệp đánh giá rất cao. Dịch bệnh xảy ra và họ cần một sự tương tác, tức là phải điều trị, phải giải quyết kịp thời, tức điều trị kịp thời ngay thì mới đem lại hiệu quả. Và có những cái bệnh mà nếu chúng ta đưa ra phác đồ điều trị và khán giả họ thực hiện luôn thì như vậy thì ngày hôm sau là bắt đầu đã thấy có sự chuyển biến rồi. Thế nhưng mà nếu mà chỉ cần lùi lại một ngày thôi thì có thể đem lại một cái hậu quả không hề mong muốn. Có những cái mô tả của bà con chưa rõ thì chúng tôi hỏi lại thì được cái là bà con cũng nói ngay, thì cái đó là làm cho cái chẩn đoán của chúng tôi nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Cái câu hỏi cụ thể như ở lĩnh vực trồng trọt thì nói luôn là cây ở giai đoạn nào, bao nhiêu năm tuổi, thậm chí là khán giả có thể gửi hình ảnh đến để cho chúng tôi nhìn và chúng tôi tư vấn cho thì sẽ tốt hơn. Trả lời trực tiếp, tư vấn kịp thời, chính xác, thời lượng cuộc gọi tăng lên. Mỗi khán giả có thể đặt một hoặc nhiều câu hỏi cùng một lúc. Chuyên gia sẽ tư vấn cho đến khi khán giả cảm thấy hài lòng. Ngoài gọi điện, khán giả có thể gửi hình ảnh, video để chuyên gia nhận biết dễ hơn và chính xác hơn. Đó là những mục tiêu, lợi ích của chương trình tư vấn nông nghiệp trực tuyến của kênh VTC16 mang đến cho quý vị khán giả. Một ngày, chúng tôi thống kê là có khoảng gần 800 câu hỏi cho đến 1.000 câu hỏi của bà con gửi về. Như vậy, tần suất hoạt động trong thời gian qua khi mà theo dõi thì thấy là cũng đáp ứng được phần nào. Tất nhiên là không thể hết được, nhưng cũng giải quyết được phần nào những cái nhu cầu của bà con. Từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, bà con có hai cách để trò chuyện trực tiếp với chuyên gia ở các lĩnh vực nông nghiệp. Cách 1, truy cập YouTube 3N VTC16, nhấn nút đăng ký kênh VTC16.
và đặt câu hỏi ở phần bình luận livestream tư vấn nông nghiệp trực tuyến. Cách 2, gọi tới tổng đài 1900 6145, bấm phím 1 gặp chuyên gia trồng trọt, bấm phím 2 gặp chuyên gia chăn nuôi, bấm phím 3 gặp chuyên gia thủy sản. Quý khán giả có thể xem lại phần tư vấn trực tiếp hoặc câu trả lời của chuyên gia cho các câu hỏi gửi về tổng đài 1900 6145 trong chương trình Hãy hỏi để biết, phát sóng 20 giờ tối từ thứ Hai đến thứ Sáu, và Hỏi đáp trong ngày, phát sóng 11 giờ hàng ngày, hoặc trên YouTube 3N VTC16.